Không phải cứ sai là có thể sửa. Kính thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn bạn đã từng nghe câu nói, bất luận trái tim nóng đến đâu, nhưng hãy luôn giữ cái đầu lạnh trong mọi hoàn cảnh. Điều này được tôi luyện làm kim chỉ nam trong cuộc sống, công việc, sự nghiệp và xuyên suốt cả cuộc đời của nhiều người thành công. Trong video này, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và chiêm nghiệm nhé. 1. Không phải cứ sai là có thể sửa. Có những lỗi lầm ban đầu ta chỉ vô tình không ngờ tới nhưng lại gây ra hậu quả khôn lường. Mất việc, mất nhà, thậm chí có thể mất vợ con, mất tương lai, sinh mệnh. 2. Không phải cứ sai là có thể sửa. Nói lời xúc phạm nóng giận thì sướng miệng, thế còn tổn thương của người nghe ai bù đắp cho đây? 3. Không phải cứ sai là có thể sửa. Lừa dối, phản bội, người ấy có thể tha thứ cho bạn, nhưng những vụn vỡ trong tim sao có thể xóa bỏ. 4. Không phải cứ sai là có thể sửa. Một hợp đồng quan trọng, một thương vụ của công ty, chỉ vì lỗi sai của bạn mà tan thành mây khói, tổn thất sao có thể đền bù đơn giản bằng tiền. 5. Trên đời này có những chuyện một khi đã sai là sai, làm bất cứ điều gì cũng không thể như cũ. Cái giá phải trả có thể là sự hối hận cả đời day dứt khôn nguôi. 6. Ai biết được nghỉ học một buổi không điểm danh là phải trượt môn học thẳng cẳng. Ai biết được bản thân không nghe máy lúc ấy lại lỡ mất lời dặn cuối cùng của mẹ. Ai biết được một phút đi muộn là cơ hội làm việc ở nơi mình hằng mơ ước cũng đi tong. 7. Chỉ vì sự bất cẩn của bản thân mà cái giá quá đắt. Vậy nên bạn à, làm ơn hãy cân nhắc trước khi thực hiện bắt tay vào bất cứ việc gì dù là nhỏ nhất. 8. Trân trọng từng phút giây, khoảnh khắc mình đang sống, từng người mình đang ở bên, từng cơ hội mình đang có, để bản thân hiểu và cân nhắc chuyện gì mình nên, chuyện gì không nên làm. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong trên đây là bài chia sẻ "Không phải cứ sai là có thể sửa". Chúc bạn sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Nếu bạn thấy video hữu ích xin đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh. Nhớ nhấn vào nút hình cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi video mới của chúng tôi phát sóng bạn nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, bình an, thành công. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.